sau việc khổ sở vì chồng đại gia bỗng dính nghi án nợ nần, Thu Minh từng được xem là bà hoàng giàu có và hạnh phúc nhất showbiz Việt khi cô có sự nghiệp phát triển, chồng tay giàu có, hàng hiệu tiền tỷ. Tuy nhiên, scandal bị tố nợ nần của chồng cô đã khiến cho nữ ca sĩ không khỏi khốn đốn. Sự việc bắt đầu khi một tài khoản Facebook tố cáo Thu Minh sống ảo, còn chồng tay của cô thì đang nợ trăm tỷ mà lảng tránh, không dám đối mặt với các doanh nghiệp làm ăn cùng. Sau đó, Thu Minh lên tiếng đáp trả rằng mọi việc đã có pháp luật can thiệp, không nên đưa lên mạng xã hội gây sức ép vì cô ấy nổi tiếng. Trong khi câu chuyện nợ nần của chồng Thu Minh còn chưa có kết luận của cơ quan điều tra, thì nữ ca sĩ Đường Công bất ngờ lên một trang mạng trả lời phỏng vấn. Cô diện trang phục đỏ rực, trang điểm đậm, ngồi xe sang, uống rượu vang và thản nhiên mỉm cười ngạo nghễ khi nói về những doanh nghiệp đang tố cáo chồng mình vì trót tin vào uy tín của nữ ca sĩ. Ai nói câu này thì kinh doanh lụng bại là đúng rồi, người làm kinh doanh mà suy nghĩ thiếu hiểu biết như thế thì bó tay. Rất nhiều khán giả, trong đó có cả những nhà báo, người từng đồng hành cùng Thu Minh trong những dự án âm nhạc, từng khen ngợi nữ ca sĩ trong nhiều bài báo trước đây, cũng phải ngao ngán lắc đầu vì thái độ này của nữ ca sĩ. Thậm chí có người còn cho rằng đây là một sự vô cảm không thể chấp nhận. Từ sự việc này, Thu Minh đã đánh mất hoàn toàn tình cảm của mọi người. Nhiều trang báo không ngần ngại hỏi lại cô, chị cười gì trong khi bao nhiêu người khốn đốn vì công ty chồng chị hả chị ca sĩ Thu Minh. Sau này, Thu Minh cố gắng cứu vãn hình ảnh, nhưng cô giờ đây đã hoàn toàn bị khán giả tẩy chay và thậm chí nhiều người còn cho rằng sẽ không xem những chương trình mà cô làm giám khảo. Jennifer Phạm, kể từ khi lên xe hoa với danh nhân Nguyễn Đức Hải, Hoa hậu Jennifer Phạm có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Mới đây, MC xinh đẹp đã chào đón em bé thứ ba tại Mỹ. Đây là trái ngọt thứ hai của cô và ông xã Đức Hải, sau bé Na hiện đã hơn 4 tuổi. Tuy nhiên, mới đây khi vừa sinh con trai không lâu, chồng đại gia của Hoa hậu Jennifer Phạm lại vướng phải lùm xùm không đáng có. Cụ thể, nhiều hội viên ở phòng tập Fashion, từng 4 chợ hàng gia đã lên tiếng tố cáo chồng Hoa hậu doanh nhân Đức Hải, một trong những người chủ đầu tư của phòng tập có dấu hiệu mập mờ tiền bạc, thì bỗng đột ngột đóng cửa để sửa chữa nhưng không hẹn thời gian chính xác mở cửa lại, đồng thời hoàn toàn không có giải pháp tạm thời cho hội viên trong thời gian đóng cửa. Chưa kể, nhiều nguồn tin cho rằng phòng tập cũng nợ lương nhân viên 2-3 tháng nay. Mặc dù đã có thông báo xác nhận có chữ ký của chồng Hoa hậu Jennifer Phạm, song rất nhiều hội viên vẫn như ngồi trên đống lửa khi họ rất có thể có nguy cơ mất hàng chục triệu, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng nếu phòng tập đóng cửa vĩnh viễn. Trước lùm xùm này, Hoa hậu Jennifer Phạm đã đăng tải bức ảnh cô nở nụ cười tươi hạnh phúc cùng những chia sẻ đầy ẩn ý. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đức trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha. Đây được xem là cách đáp trả đầu tiên của Hoa hậu ba con sau thông tin chồng nợ nần. Hiện tại, phía ông xã cô, doanh nhân Đức Hải chưa lên tiếng gì về điều này. Được biết, anh đang ở Mỹ cùng Jennifer Phạm chăm sóc con trai nhỏ mới chào đời. Chuyện cô gái Thái đính hôn với người yêu đã mất gây xúc động. Năm 2011, cô gái trẻ Chontija Deburum đã gặp chàng trai Chamaron Nupen. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết và qua những buổi trò chuyện tâm đầu ý hợp, đến năm 2013, cặp đôi chính thức hẹn hò trong niềm vui hân hoan cùng bao lời chúc phúc của những người xung quanh. Trải qua 3 năm yêu thương mặn nồng, chàng cảnh sát 25 tuổi của tỉnh Krayong, một tỉnh ở miền đông Thái Lan, đã ngỏ lời cầu hôn cô bạn gái người Chonburi, một tỉnh giáp ranh Yagon, và nhận được cái gật đầu ân thuận của cô. Hai người lên kế hoạch đính hôn vào ngày 31 tháng 12, 2016 và sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày đẹp trời trong năm mới 2017. Biết bao dự định, bao mong ước về một tương lai tươi sáng, được đôi tình nhân trẻ cùng nhau vẽ nên. Thế nhưng, trên đời này mấy ai học được chữ ngờ. Vào một ngày cuối tháng 10, 2016, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Chanaron khi anh đang điều khiển xe máy tới đón người yêu ở chỗ hẹn. Cú va chạm mạnh khiến cho chàng cảnh sát điển trai bị chấn thương và gãy xương nhiều vùng trên cơ thể. Cho dù đã lập tức được đưa đi cấp cứu,
nhưng chàng trai xấu số đã qua đời ở bệnh viện chỉ sau đó một ngày. Jontija đau khổ tột độ trước sự ra đi đột ngột của bạn trai mình. Cô gái trẻ đã khóc hết nước mắt khi phải tiễn biệt người mà mình yêu thương nhất với bao ước mơ hoài bão còn đang dang dở. Người thân và bạn bè túc trực bên cạnh để an ủi động viên cô vượt qua cú sốc quá lớn trong đời. Buổi sáng ngày 31 tháng 12, 2016, cô thức dậy rất sớm, trang điểm thật đẹp, rồi mời mọi người đến dự lễ đính hôn theo truyền thống giữa cô và Chanaron. Gia đình của Chanaron vô cùng cảm động trước tình cảm mà cô dành cho con trai mình. Dưới sự chứng kiến của họ hàng thân thích, mẹ của anh nghẹn ngào trao nhận đính hôn cho cô con dâu nặng tình. Jontija đã ôm bức ảnh Chanaron đang tươi cười rạng rỡ và khóc nức nở. Cô thì thào tâm sự với vị hôn nhân xấu số. Chúng ta đã hoàn thành ước hẹn tổ chức lễ đính hôn vào ngày cuối năm rồi. Anh và em đừng tưởng tượng ra khung cảnh đó vô số lần. Chúng ta sẽ mặc quần áo truyền thống, tổ chức theo kiểu cổ điển, rồi cùng nhau quỳ lạy bố mẹ hai bên để cảm tạ công sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người. Tuy rằng giờ anh đã đi đến một thế giới khác, nhưng điều đó không quan trọng, bởi tình yêu mà em dành cho anh đủ lớn để vượt qua mọi khoảng cách, kể cả là cách biệt âm dương. Anh là người thì em sẽ cưới người, còn nếu anh là quỷ em sẽ nguyện gả cho quỷ. Em yêu anh đến mãi mãi, mãi mãi về sau, quyết không bao giờ buông tay. Anh có nghe thấy em nói gì không? Trước mắt chúng ta là một chặng đường dài, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp nhé anh. Hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời chúng ta, cho dù là giàu sang hay bần cùng, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Kể cả là nếm trải khó khăn hay ngọt bùi, em cũng sẽ luôn nắm chặt tay anh đi đến cuối đời. Dù mất trí nhớ, Kantio vẫn không thể ngừng yêu Nhã Phương. Không chỉ hôn Nhã Phương, Kantio còn khiến fan của tuổi thanh xuân 2 điêu đứng vì màn tỏ tình ngọt liệm, đậm chất xoáy ca. Tập 18 của phim truyền hình tuổi thanh xuân 2 đã lên sóng vào tối 4 tháng 1. Ở tập này, tình cảm của cặp đôi Linh, Nhã Phương và Junsu, Kantio đã có những chuyển biến tích cực. Junsu rủ Linh cùng đến gặp họa sĩ để bàn thảo chuyện mua tranh. Không che giấu trước mất trí nhớ của mình như lúc trước, Junsu có thể thẳng thắn nói với họa sĩ rằng nhờ có bức tranh mà anh cảm thấy yêu đời lạc quan hơn. Nhìn Linh với ánh mắt trìu mến, Junsu cũng thể hiện là anh thực sự xem Linh như người quan trọng của cuộc đời mình. Sau chuyến đi mua tranh thành công, Junsu lại đưa Linh đi khắp nơi thăm thú cảnh đẹp. Trước ngày trở lại Đà Nẵng, hai người đã cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn. Hết viết tên Linh trên chiếc ổ khóa hẹn thề, Junsu lại dắt cô bạn đến sông Hàn hóng mát. Điều đặc biệt hơn, anh đã bí mật sắp xếp cho một ban nhạc đường phố hát lại ca khúc từng ghi dấu chuyện tình của hai người ở phần 1. Linh nghe ca khúc mà xúc động đến rơi nước mắt. Cô đắm đuối nhìn Junsu, trong khi anh chàng cũng nghịch ngợm trêu chọc ngược lại. Đến khi ra về, Linh Junsu tình cờ nhìn thấy cảnh vòi nước phun nghệ thuật bên dưới một cây cầu. Tức cảnh sinh tình, Junsu đã ôm hôn Linh nhiều lần liên tiếp. Ban đầu, Linh còn bất ngờ đến mức không tin được dưới sự nhiệt tình của Junsu, Linh đã nhắm mắt và hôn anh chàng say đắm. Tình tiết càng ngày được đẩy lên cao trào. Khi Cynthia bất ngờ gọi điện thoại cho Junsu, sợ rằng sẽ làm tổn thương Cynthia, Linh quay mặt bỏ đi và nói với Junsu rằng chúng mình không thể làm điều này được. Buổi tối hôm đó, cả Linh lẫn Junsu đều mất ngủ, hai người cứ trằn trọc và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Linh cố trốn tránh tình cảm của Junsu, mặc cho con tim cô cũng đang nhói lên từng hồi. Xong, đến lúc không còn chịu đựng được nữa, Linh mới lén bước ra khỏi phòng để nhìn chòm Junsu. Nào ngờ, Junsu bất ngờ xuất hiện và nói rằng anh đã yêu cô từ lâu. Dù trí nhớ vẫn chưa hồi phục, nhưng mỗi lần thấy Linh, Junsu lại không ngăn được cảm xúc. Junsu yêu Linh và muốn sống thật với chính mình. Junsu muốn ở bên cạnh Linh, bất chấp điều này có thể khiến Cynthia tổn thương. Dẫu mất cả trí nhớ, Junsu vẫn một lòng một dạ hướng về Linh. Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng Junsu Linh cũng đã tiến lại gần nhau. Tình tiết này khiến cho các fan của tuổi thanh xuân 2 vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, nó cũng dự báo sẽ có hàng loạt sóng gió xảy ra với cặp đôi khi Cynthia và Phong Mạnh Tường biết chuyện. Tập 19 của tuổi thanh xuân 2 sẽ được phát sóng vào lúc 21:10 ngày 5 tháng 1, 2017.